Em Minh Thông xin kính chào tất cả quý chị đang xem kênh YouTube của em ngày hôm nay. Thì hôm nay em đang có mặt tại thôn Trung 2 xã Diên Điền huyện Diên Khánh. Và ngày hôm nay em sẽ đi review đến cho tất cả quý chị một căn nhà. Và căn nhà này nó có diện tích lên tới 102,8m với chiều ngang là hơn 5m chút xíu và có chiều dài gần 21m. Thì với cái lô đất full thổ và để xây nhà và toàn bộ để có giấy phép hoàn công xây dựng gắn liền trên sổ. Thì căn nhà này với đơn giá chỉ có 1,4 tỷ thôi, rất là thích hợp với anh chị nhà đầu tư ít tiền và cũng như là cặp vợ chồng mới cưới mua về đây ở. Thì với cái giá chỉ 1,4 tỷ cho một căn nhà và đã gần như là chuẩn bị đưa vào hoạt động rồi và hoàn tất xong hết rồi. Thì hôm nay em sẽ review chi tiết anh chị xem nha. Thì hiện tại là căn nhà này khá là đẹp, Minh Thông sẽ quay từ phía bên ngoài đến cho anh chị cùng xem nha. Đây nè anh chị. Thì với căn nhà là hiện tại đã xây dựng xong với cái chiều ngang 5 và dài 20. Thì hướng này là hướng chính tây thì nó có điều là nó hơi nắng chút xíu nha anh chị. Đây nè, khu vực bên ngoài thì hiện tại là có hai nhà và xây như nhau và có một căn đã bán, còn căn còn lại thì cũng đang bán cho anh chị khách hàng nha. Xây dựng cổng và cũng như là đá lót hết rồi, rất ok, rất khá là đẹp. Thì đây là đường hiện trạng nè, đường hiện trạng phía trước đất này và cũng như là khu vực dân cư từ vị trí mà thôn thôn Trung 2 xã Diên Điền này mà đi ra tới trung tâm huyện Diên Khánh thì chỉ mất khoảng là 7 phút nha anh chị. Vị trí này nó rất là gần với lại trường học và từ đây đi ra chợ và trường học chỉ trong bán kính là 1 km quay đầu thôi anh chị, chưa tới 1 km luôn, rất là gần. Khu vực này chỉ còn vài lô đất trống và hiện tại cũng đang xây dựng lên và bắt đầu bán cho anh chị khách hàng. Thì là khu vực xung quanh này, dân cư hiện hữu nha anh chị ha. Đây nhé. Thì cái lợi thế của căn nhà này là hiện tại đã hoàn công nha anh chị, đã hoàn công và đất đã phun thổ và bắt đầu xây và đưa vào hoạt động. Thì còn cái không đẹp là hiện tại là cái lô này là hướng tây thì nó hơi xấu nha anh chị ha. Đó, và như bên Tông đang quay thì anh chị đang thấy thì vào lúc khoảng 4 giờ chiều thì ánh nắng đã rọi vô tới nhà. Đây là một cái điều là hướng tây là điều phải chịu rồi anh chị à. Này là hướng chính tây nha anh chị. Đó, nắng nó chiếu vô buổi chiều nó vô tới phía bên trong nhà luôn, rất là nắng. Thì đây là một cái không lợi thế của cái căn nhà này. Chứ còn hiện tại thì theo Minh Thông lấy giá thì căn nhà này rất là đẹp luôn. Đó, trần nè, có quạt treo tường nè, thạch cao và điện trong hết nha anh chị. Vừa xây dựng xong với thiết kế là 3 phòng ngủ, 2 toilet, có bếp riêng. Cái không gian phòng khách khá là thoáng nha anh chị ha. Không gian phòng khách nó rất là thoáng luôn. Về ở phía trước á, để được tới 5 chiếc xe máy luôn anh chị. Và cái điều thứ hai mình đang muốn chia sẻ đến với anh chị thì hiện tại là đường này là đường hẻm 3m4 nha anh chị. Ô tô không vào được nha anh chị ha. Thì với cái đơn giá hiện tại đang bán 1,395 tỷ chưa tới 1,4 tỷ. Thì mình chủ họ muốn để lại với anh chị cho quý chị khách hàng đầu tư và mua ở được. Họ xây dựng và để co cái nhà mình khá là đẹp luôn anh chị. Đó, họ để co theo cái kiểu này rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình Tông sẽ review cái căn bếp. Đây là căn bếp mà mình Tông muốn quay đến cho tất cả anh chị nè. Đó, thiết kế theo như này, có tủ, có tủ treo hết. Phía dưới thì lót đá rabbit, lót đá và cũng như là có tủ để chứa này anh chị ha. Nên Tông sẽ quay kỹ hơn cho anh chị chút xíu để chị dễ hình dung. Đây, và cái góc này nè, thì ngay vị trí góc này thì họ chừa sẵn một cái chỗ này, là vị trí này là để máy giặt nha anh chị. Khu vực đây là để họ chừa sẵn ống nước rồi điện sẵn luôn để máy giặt. Còn phía trong này này là một cái phòng ngủ, một phòng ngủ. Phòng này tương đối là khoảng 12 mét vuông thôi, khá là nhỏ cho một bé ở là được. Bên này cũng thế, bên này là khoảng 14-15 mét, trong 14-15 mét vuông trong một cái căn phòng như thế này. Điện thạch cao đồ làm sạch sẽ rồi, rất là đẹp luôn, hoàn toàn mới luôn nha anh chị. Nhà này chưa có qua sử dụng và hiện tại chủ vừa xây xong và họ muốn bán lại luôn. Thì đây là ở phía trong của căn nhà, đây là cái thiết kế của cái toilet nè, em sẽ quay hơn cho anh chị xem. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn anh chị. Thì cái nhà này thì hướng chính tây thì buổi chiều nó khá là nắng dịch, nhưng mà nhìn từ tổng quan từ phía trong ngoài nhìn ra thì căn nhà rất là sáng luôn, nhà sáng cực kỳ luôn. Khu vực dân cư từ vị trí của xã Diên Điền này mình đi về tới trung tâm thành phố Nha Trang thì mất khoảng là 15 cho tới 20 phút nha anh chị, là dao động khoảng là hơn 10 cây á, là khoảng 12 cây. Rồi qua tới trung tâm của huyện thì mất khoảng 3 cây số là tới nơi rồi.
Thì anh chị đang quan tâm với căn nhà giá rẻ như thế này thì liên hệ với em sẽ gửi tất cả các thông tin đến cho tất cả quý chị nha. Và cũng đừng quên mà đăng ký kênh ủng hộ giúp Tông, và cũng như là anh chị nào có nhu cầu ký gửi bất động sản cứ liên hệ với em sẽ review và làm việc trực tiếp với anh chị. Và bây giờ em cũng sẽ kết thúc video tại đây. Xin kính chào tất cả quý chị đang xem kênh.